Hà Đức Chinh sẽ là sự thay thế. Hồng Đức Thắng đã thay hai cầu thủ, trong đó có một sự thay đổi người được coi là bất đắc dĩ khi mà Ravenson gặp chấn thương, không thể tiếp tục thi đấu nữa. Rodrigo xử lý không tốt. Lý Công Anh hết sức khẩn trương. Một trận đấu sân nhà và Tô Bình Định thì chưa có một thắng lợi nào ở mùa giải năm nay trên sân đấu này. Mạc Hồng Quân, đây là Jeremy Linh, Hồ Tấn Tài treo bóng khá hay, cú nhỏ trên tuần vào chân trái. Henrio, đó là một pha dứt điểm đẳng cấp của Henrio. Và đó là một pha phối hợp thực sự hay của các cầu thủ chủ nhà Tô Bê Lanh Bình Định. Tỷ số là 1-0 dành cho đội bóng của huấn luyện viên Đức Thắng. Cú đá nửa này rất tốt. Tô Bê Lanh Bình Định vừa có bàn thắng thứ 8 ở mùa giải năm nay. Và đối với cá nhân Henrio thì đây cũng là bàn thắng thứ 2 cho cá nhân anh mùa này. Rõ ràng là sau khi hiệp 2 bắt đầu, mọi thứ đã trở nên tốt đẹp hơn đối với các cầu thủ Tô Bình Định. Nhưng vừa rồi có lẽ là pha phối hợp rõ nét, hiệu quả và ăn ý nhất của họ kể từ đầu trận. Hồ Tấn Tài và cú nhả bóng của Hà Đức Chinh, tình huống dứt điểm đập đất của Henrio, và cuối cùng đó là bàn thắng cho đội chủ sân Quy Nhơn. Ngay lập tức sau khi vào sân, Hà Đức Chinh đã để lại dấu ấn. Một tình huống nhả bóng chiến thuật có thể nói là cực hay. Và cũng cần phải nói là kỹ năng dứt điểm của Henrio trong pha bóng vừa rồi cũng là thực sự tốt. Đội chủ nhà đã vượt lên và tâm lý thi đấu của họ có lẽ sẽ là tốt hơn vào thời điểm này, trong một trận đấu mà họ rất muốn sẽ có 3 điểm trọn vẹn để dành tặng các cổ động viên nhà. Hà Đức Chinh